Xin chào Pì Nọng nhé, mời Pì Nọng, Phình và Thi vơ. Các anh chị đến dự đám cưới ở Cam Phục của xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình. Hai anh này đang vả xem có vào được không đã. Đang mời hai chị xinh đẹp cái hát đây này. Thử đoạn thử này mới hay. Xem có vào không. Vâng, em tắt đi đấy nhá. Thế à, một người lên một người xuống mới được phải không? Thế. Mười ơi. Mười ơi, vào đi. Các anh còn đi hội đấy, không phải đi về đâu. Chị xinh đẹp. Hai chị xinh đẹp đang chờ đây. Phương ơi! Phương! Nó mặt chi? Tôi đang là tên hình. Mẹ mặt chí. Mà thầu xong sáng đi ha. Ê mày! Hai anh vào không? Vào không vào à? Nhưng bạn cần cái này đấy. Không mà nhìn. Vâng ơi. Vâng ạ. Chỗ này cách nhà chị một cây số thôi nhỉ? Đến một cây số. Can rồi. 20 cây à? Vâng. Dạ. Em ăn rồi. Thân hình kia cứ thân hình này. Em vào muộn, em có việc, sáng em có việc mà. Em phải đi làm thôi, chưa em mới vào. Vâng, chưa em chưa mới vào được. Hai anh này lại khởi động rồi nhá. Hai anh lúc nãy hát không vào, bây giờ hai anh mới khởi động này. Đang đạp máy xe máy vèo vèo vậy. Đấy. 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 Nói bây giờ cả mặt kia. Một cả mặt kia. Bác kể nói là hứa đến lúc chắc cả phép. Ni mà cả ni lâu hiền là tình trạng. Bác cụ trông ngoài đây. Ni mà nó hiền là tình trạng. Nào em ơi. Xem các chị này hát trước nhé. Em xem các chị hát một tí nhá. À, chị bảo chỉ quay 50 phút thôi như này. Hả? Mời các bạn nghe hát Thi Giao Duyên ở Cam Phục nhé. Hai chị gái sinh Lộc Bình, hai anh trai Chi Lăng. Gái đẹp. À, một anh Yên Trạch, một anh Lâm Sơn Chi Lăng. Anh giáo. Cháu để đây nhé. Lại rót rượu cho các anh chị nhá. Có
đài nữ lì à siêu đài nữ đây là chén của chú ạ, cháu mời chú. Đi đường là Phú Quang mà. Đi đường là Phú Quang. Vâng. Phú Quang đến Ngân Quang. 25 cây. Anh bảo xem có đẹp trai không, em không thì tỉa đi nhá. Vâng có ạ. Nhưng mà không anh bảo không? Anh bảo đẹp mà. Anh bảo đi 18 đi mà. Thôi nhưng anh quay cái nào. Giống như này luôn ạ. Giống như này. Vâng. Nhưng mà màu anh được ai tặng một ạ. Sao đẹp. Sơn sơn à, không phải nó bóng vào đây làm để sao 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 em sao đây nhà ấy lũ lũ của cô gái xinh nữ lão quỳ nhà ấy phụ nữ chào tu lữ nhà chào thang nữ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghỉ kiến trúc còn đấy này, lâu ý về anh ạ. 20 phút nữa mới nghỉ được. Tí nhá. Tí ăn cháo xong thì tí nữa thắt tiền ở đây là cứ chơi cả đêm đi. Vâng ạ. Ok đi. Ở đây hát cả tối nha, tí thắt tiền. Hát cả tối. Tối mới đẹp. Cá rùa mày ơi, cái số này. Pepsi cá nhỏ ư lẻ cá diêu ư lẻ nó nhỏ bơ lẻ nhà nó sao lỗ lỗ bỏ thông á ta bơ ơi sợ đồ lẻ nhà nó trang tí lơ cạp chi ơi sợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó bên kia trời ơi, bên nặng này, bên kia này. Cái này cũng đẹp cái chút. Bà tí này sợ cái chút mà lưu. Thì à, thì tí bước. Ở đó xong rồi bước. Hôm nay lúc này. Bên kia này là xây cháu đâu đóng cái nơi. Nhưng mà cái lẽ đó đúng rồi mà. Bà ơi, chị ơi, chú ơi, bà lo sao nhỉ? Mới leo ăn cơm, ăn không được nhỉ? Đi phút đây. Thôi mà đã. Bố về nó chị ơi, bà. Bà lo sao nhỉ? Nhà xây kế sớ bồ, lẹ sớ mì lơ. Nhà sớ mồ. Tôi là đại ư sư phụ ơi. Ngài nhà phụ mãi hết cảm đa li hết cảm đa. Vâng, đẹp lắm. Đẹp lắm. Ngái đẹp mà. Ngái đẹp mà. Ngái đẹp mà. Đại mi ơi ơi. Lê A Phi ơi ơi. Tí nữa kia đi. Ôi trời, tí nữa kia. Tí làm tí nữa. Đang trời trời. Nhà ba cứ bè thế ở đây ơi tố sai. Ngái đẹp. Nhà lại má tọc thư ba lê A tọc thư ơi. Kéo á mai ơi bố đài nhà bé xí sơ cao nà đi à lắm cao nữ cái đẹp cái cao lá tôi soi á khi ớ xu sơ nhà xa phế ô mạ nữ nè cá ban nữ chị bà phú thầm chị bà phú thầm được chị bà phú thầm à chị bà phú chơi được được ni bà cái xí về thốn ai già nào cũng có điều gì cả kinh lương của bà thế đầu đi khổ
Đi sao nữa cà phê tô ơi, tí có bục bông khăn không? Người ta dọn hết. Đi vào không cần đâu. Đi 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 đi. Tí nữa nhỉ?
là hết mâm rồi ba ta nữa chưa to không có mâm rồi ba con anh chị ta cứ ngồi hát thôi nha chú trang đi đang dọn thêm à đây rồi Vì ăn đâu ăn cái gì anh chẳng anh em mong em bảo ôi mời các chị đem cháo đã lấy sức tí hát tiếp. Đấy, anh giáo hát bụng lép kẹp với kìa. Chị sơ bụng thử xem, bụng lép lắm rồi. Không đi thấy. Cắt cái đàn này đi. Vâng. Mấy cái đàn này. Nè nè nè. Chị ngã bái ta nữ, lê á bái lê nữ. Rồi, xong bá. Đi ăn đâu? Kim ngược, kim ngược. Nè nè nè. Mời các bạn vừa nghe các anh chị vừa ăn cháo vừa hát thi nhá. Ăn với hát đi luôn. Lại cũng như hô bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay mình đi tay rồi bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.